Xem là bề có cái gì đây, xem nào. Cơm. Đây là cái gì đây? Cơm, cơm. Cơm à? Thế còn cái này là cái gì? Măng. Mở đi đầm măng. Măng ớt à? Ừ. Mở đi đầm măng, báo cho con mới được tiền đi học ở thế. Vâng, thầy trò vùng cao xin kính chào quý thầy cô, quý ông anh chị cùng toàn thể các bạn. Hôm nay tiếp tục là thầy trò cháu lại đi lên trên khu vực làng Linh Cống Rua để xem tình hình học sinh, là từ đầu tuần giờ là chưa có một em nào xuống. Vì là cũng nghe cái thông tin phong phanh là các em sợ về cái dịch Covid này nhiều quá. Nên là hiện tại là bây giờ là chưa thấy một em nào xuống. Và hôm nay đồng hành cùng với thầy trò cháu là cũng có rất là nhiều các thầy cô giáo cùng lên trên cái khu vực thôn Cống Rua này. Vì thôn Cống Rua là thôn là xa nhất, này là cái một cái chòm ở tận trên nữa, nên là những cái thông tin nó hay bị sai lệch và làm cho các em là rất là sợ. Mỗi lần xuống trường là người ta cứ tung cái thông tin là sợ dịch Covid rồi các kiểu, nên các em mà không xuống trường. Nên hôm nay là thầy trò cùng với tất cả đồng nghiệp sẽ lên trên Cống Rua để vận động các em xuống trường ạ. Vâng, và cũng tranh thủ ngày hôm nay thì thầy trò em cũng lên để cập nhật luôn cái tình hình là cái đợt đầu năm, cái đợt giáp Tết thì là Cống Rua cũng được tặng một chiếc tivi cho các cháu học sinh. Vì mấy hôm trước thì nó cũng bận quá nên là chưa cập nhật được là cái tình hình là chiếc tivi cho quý cô bác anh chị được biết. Thì hôm thầy trò lên thì cũng đã lắp ráp là xong xuôi rồi. Vì cái hôm trước lên ấy thì là vì thiếu dây, nhưng hôm sau thầy trò cháu cũng đã khắc phục được cái lỗi đấy và hiện tại thì tivi đã xem được. Thì hôm nay thầy trò cháu ở đây chính là cái con đường, vẫn là con đường quen thuộc, con đường một thời huyền thoại Cống Rua, để lên cập nhật cái tình hình các cháu học sinh và cập nhật luôn cái tình hình là cái tivi cho quý cô bác anh chị được nắm bắt ạ.
Xin chào nhá. Các cháu đi đâu hết rồi? Chị Po á? Hả? Chắc nhìn thấy thầy cô là chạy quá. Vừa gặp phó thôn nó vừa đi xuống mày ơi. Đi lên từ trên nhà nó xuống đi. Lên nhà ấy. Anh à? Mùi du à? Mùi du. Không. Đây là nhà thằng Trung. Học sinh Trung. Trung ơi. Bố nó kia đây. Bố nó vừa xuống này. Đấy, nhà phó thôn đấy. Cầm dao đeo về. Nhưng mà thôi. Đi gọi các cháu xuống trường. Nhà thằng Đế làm nhà. Làm nhà to. Nhà thằng Đế á? Hả? Chưa có vợ để cho làm nhà to đâu thầy. Thế à, nó làm nhà, nhà. Thế nhà này dỡ đi à? Đâu? Đây nhà thằng Đế đúng không? Nhà thằng Đế. Nhà thằng bên kia thì nhà thằng chó. Thế thằng Đế vợ nó đi lấy chồng rồi thì bảo nó đi lấy vợ thôi chứ. Thì lấy vợ đâu mà nó không đi lấy vợ cứ xuống ở nhà. Vợ nó đi lấy chồng rồi. Đi tìm vợ chứ. Không phải là vợ tìm mình. Đúng rồi, phải đi tìm vợ thôi. Vâng, cũng thưa quý cô anh chị là từ ngày mà cống rua được hỗ trợ con đường với lại điện nên là bà con ở trên này cũng dựng nhà dựng cửa cũng rất là đẹp. Nói chung là từ năm ngoái năm nay rất là nhiều những ngôi nhà to đẹp mọc lên. Vì hiện tại bây giờ đường xá đi lại nó thuận tiện, có điện, có ánh sáng nên là có máy móc thiết bị đi lên nữa nên là rất là nhiều những ngôi nhà to mọc lên. Bọn này anh đi qua nhiều anh kinh nghiệm rồi. Lên phát nó không chạy ra đâu. Phải ngồi nhà nào một lúc xong tìm xuống sân chơi phát mới ộp phát xuống. Thì mới gặp được. Như bây giờ còn lâu mới tìm được đứa nào. Tớ cả vờ vác hết đề ra chạy hết rồi. Tí nữa. Nhìn thấy phát là nó ơ. Cao cao ơi, chỉ cần chạy. Mình không đến thì nó vẫn đứng chơi. Đến nó chạy mất. Vào xem TV nhà này phát nào. Ôi, lớp làm ao của Thu. Ơ, sao lại khóc thế này? Nào nào. Thằng nào, cái tivi thằng nào? Đi đâu hết cả nhà này à? Nhìn thấy thầy chạy hết.
Vâng, TV đấy hả? TV phát rất nét luôn. Chẳng biết kênh gì đấy. Ở đây ngồi xem đây được. Là nhìn thấy thầy cô lên cái đang ngồi xem phim đây là chạy hết luôn. Để các em ở đây để đi. Ê như này. Gọi đi, gọi đi. Học sinh ơi. Các ơi. Về đây em ơi. Không đến thì không đi. Đến cái phải đeo bầy hết đi hình lương. Bà kia giống Tây thật. Bà kia. Anh lên phim mấy lần liền họ cứ bảo là tìm hiểu xem bà ấy đâu, hình như bà ấy Tây. Cái mũi lõ kia. Ờ, bà khăn xanh ấy. Tóc vàng ươm. Tóc vàng chóe luôn ấy. Bà ấy họ bảo là giống như kiểu là của người Nga. Nhưng Nga thì làm gì sang đây đúng không? Chỉ có Pháp đấy đúng không? Bà họ bảo bà này giống như kiểu vùng tự trị thuộc vùng cái gì nhỉ? Giáp đằng Trung Quốc với lại Nga hay giáp nhau ấy. Bà này giống cái người ở chỗ đấy họ bảo. Nào, con kia. Chuẩn bị xuống để thầy tập văn nghệ, thầy quay phim nhé. Tìm mãi. Chép thật. Văn nghệ văn ngôn của thầy này nguy hiểm quá. Xuống dưới em ơi. Còn nhiều quần áo thế. À vợ. À vợ đẻ à. Vợ đẻ lâu chưa? Đi làm ăn chết quá không mà số hè không được tiền thế mà. Bây giờ thầy nhắc cho sau nhá. Bao giờ xuống? Thầy chưa về thế cho chọn ít đang chọn chỗ mù lo. Mai thôi, phải thật để tôi đi về mai thôi. Xem là bề có cái gì đây xem nào. Cơm. Đây là cái gì đây? Cơm. Cơm à? Thế còn cái này là cái gì? Măng. Mở đi đầm măng. Măng ớt à? Ừ. Mở đi đầm măng báo cho tôi có mấy đồ tiền đi học ở thế. Nhưng mà bây giờ về răng rồi, ở thế. À, ô mày mày cô đây chẳng biết là xuống để tập nốt bài văn nghệ nhá, nhớ chưa? Vâng, chị Phong. Đấy, trong đội văn nghệ của thầy đấy. À. Về cắt bề đi, xong rồi đi xuống trường, nhanh. Cẩn trương con. Nhanh. Chị giả vờ đi lấy măng, lấy đâu mà lấy. Cái đây bọn nó đứng hết trên kia đang nô nhau kìa. Đợi các cô về để đi về kìa. Không, đi mới đi là lấy măng hết đấy. Ờ, giả vờ đứng ở kia thôi. Đang đứng ở kia thôi. Một cái mà không biết đâu, một này mà bây giờ rửa răng xin cái đi đầm măng chứ có mấy điều kiện đi học. Bố mẹ còn cho con đi đào măng không cho con đi học thì lấy đâu ra được mà nó bây giờ rửa răng cười lâu.
bố mẹ đi lấy măng cho con đi, để con đi học nhé. Ôi mà con không, bố không biết lấy, bố chỉ đến đi là gì. Bố không biết lấy măng á, dẫn con đi để thôi á, dẫn con đi thôi á. Ôi giời ơi, chỉ để con đi thôi à, thế thì bố tự đi lấy đi. Mà con không biết làm bố con biết lấy không? Thì bố không biết lấy thì bố ở nhà đi để con đi học nha. Thế con đúng mà không có tiền nữa chứ. Bây giờ rửa răng mà. Thế hứa với thầy nào, chiều nay có xuống trường không? Trong cho mình một chút đá đi thôi. Bố bảo thế mình xuống trường rồi. Rồi nói rõ ràng xem nào, từng bạn một. Bạn này ra đây. Con nói rằng là con tên là gì, học lớp nào. Con hứa là chiều nay con có mặt tại trường. Nếu không có mặt tại trường thì sao? Nhanh lên. Không, con hỏi con biết con mệt thế này chú em em bỏ trong con này gì đấy. Con hứa với thầy đi, con hứa với thầy xem nào. Nào thế bạn to này hứa trước nào, đội văn nghệ của thầy nào. 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 Nhớ chiều nay đi nhá, nhớ chưa? Chiều nay. Bây giờ cô gặp ở đây. Chiều nay thầy ở trường thầy chờ đi nhá, nhớ chưa? Bây các bạn thì đã ở đấy hết rồi. Nhá. Tin được các bạn chiều nay các bạn tự xuống. Được không? Chú em thì em hay. Bây giờ cô hai phụ em thì mình cũng hay trốn cho mình làm bố à. Thôi các thầy cô đến đây rồi. Bây giờ 400 thì các con đi học đi. Từ Tết nghỉ mới đến giờ nghỉ nhiều rồi đấy. Nhá. Các con đi về cất đề chúng ta đi học đi. Nhá. Bây giờ cô ở đây các con còn không đi học. Chiều làm sao cô tin được các con đi xuống không nhỉ? Chuẩn thầy dạy cho bài văn nghệ mấy hôm nữa lên múa ở trên cống rua này xem nào. Cái này suốt ngày mới nhảy đây, mời đây mới lua này. Học trò của thầy Hùng mà lúc nào phải chuẩn. Đứa kia nó đang trong đội văn nghệ nhá, đứa lớn ấy, nháy ấy. À, nên là bảo cháu là xuống luôn để thầy còn tập luyện. Các bạn thì có mặt ở đấy hết rồi, thiếu mỗi một mình đó. Anh nhờ anh gọi các con về xuống hộ đi. Chiều một cái tớt. Chiều chiều. Trời lạnh này mà vẫn có cái xe kem. Anh Thọ ơi, trời lạnh vẫn có cái xe kem nên bán trên này. Xuống dưới này em ơi. Cái này phải làm cái rãnh sâu một tí không à, mấy hôm nữa mùa mưa xuống thì nó lại đất nó lại xuống hết. Chuồng này được mấy con trâu nào? Một con à? Năm này không còn thua được quá, phải có đá được quá. Ờ. Chính xác. Đúng rồi, cái mộ. Lắp đắp cái chiếc cửa. Ôi, thế đó. À, bố chú à. Ê, bố chú à. Ôi, cái này, ngày nào cũng lên, nó chạy qua cái này. Cái thỉnh cầm toàn lắm đấy người. Kháo đây này, đẹp phết nhở. À, làm lại rồi đúng không? Hả? Đi đánh bóng bao giờ? Đấy, từ trước tảng nữa. Cái tảng chưa đẹp. Chưa nghe phun vết nhiều. Chưa bóng. Này phải đánh nó phải thật nhãn đã. Rock 2-3 lượt xong bắt đầu nó phun bóng. Phun rồi bọn kia nó phun rồi mình đéo. Đây đang dưới này xem còn đứa nào dưới này nữa.
Nó sạt đâu? Mới có. Quay á? Nó bảo quay á? Trên, tập trung trốn trên kia hết rồi. Trên đỉnh kia nhỉ? À. Đấy, nó chạy đường này, nó sang bên kia rồi. Lượn hết rồi. Vâng, thưa quý cô anh chị là đấy, đến khổ thế nên là cứ mỗi lần là có một cái vấn đề gì đấy là học sinh trên này là hầu như là không bao giờ xuống trường luôn. Vì cái đợt vừa rồi là đang ảnh hưởng cái dịch Covid nên là các học sinh cũng sợ, rất là sợ, cả học sinh cả phụ huynh nữa, nên họ rất là hoang mang. Nên hôm nay thầy cho cháu sẽ thả flycam bay một vòng quanh cống rua xem là học sinh là các con đang trốn ở chỗ nào. Đây, cứ mỗi lần là lên là nhìn thấy thầy cô thì là chạy. Cứ mỗi lần lên là nhìn thấy là cứ chạy thôi. Mỗi lần như này là rất là mệt mỏi luôn. Đuổi thì không đuổi được. Cứ đến gần cái này nhắc nhở bảo thì không, nó không cho đến gần luôn. Đến gần là bắt đầu nó chạy. Hiện tại bây giờ là 9 giờ sáng. Nhưng mà trên này thì rất không khí rất là lạnh. Nên là không thể bay cao được. Bay cao thì là rất là mù luôn. Nên là không nhìn thấy gì. Nhà cửa thì là ngày trước là cái bên kênh cái bản là họ cũng hỗ trợ cho rất là nhiều, vườn rau này, bể nước này, nói chung là cái đồ sinh hoạt là hầu như nhà nào cũng đã có hết rồi, nước nuôi là kéo về hết. Nhưng mà hiện tại vườn rau thì bây giờ cũng ở trên này họ chỉ làm theo mùa thôi, chứ họ không làm quanh năm. Vâng, đây là cái khu vực sân bóng. Dự án đang còn dở dang của bên kênh cái bản. Rất là lầy lội luôn. Mỗi lần trời mưa xuống thì kinh khủng khiếp. Làm vòng lên trên đồi trên rừng trên này xem nào. Thấy mọi người đang bảo là các con nhìn thấy thầy cô lên là chạy hết lên khu vực trên rừng trên này. Này rất là sạt lở, như này thì không thể đuổi được, dốc rất là cao luôn. À, đây rồi, đây rồi. Đây, cho quý cô ba anh chị nhìn xem nhá. Quý thầy cô ở vùng miền dưới xem học sinh ở trên này đang chơi trò trốn tìm với các thầy cô trên vùng cao đây. Đấy, các cháu là các em mà nhìn thấy quý các thầy cô lên là coi như là thi nhau là chạy trốn hết lên trên đồi xong chạy trong rừng như này. Thế này thì có mà đuổi vào mắt. Đây, rất là đông luôn. Khổ thế, gọi cũng không về. Cứ nhìn thấy mà cứ lên gần tới là lại chạy vào sâu thôi. Gọi đi, gọi đi. Học sinh ơi! Các ơi! Về đây em ơi! Không đến thì không đi. Đến cái phải đeo bề hết đi hình nương. Vâng. Một buổi đi chiêu sinh vận động học sinh. Thất bại, thảm bại. Thất bại nặng nề rồi. Tình hình như này nếu mà cứ đuổi theo các cháu thì các cháu cứ chạy sâu vào trong thôi. Nên là thầy cho em và cùng với đồng nghiệp này sẽ tạm dừng video tại đây vì không thể đuổi theo nữa. Một lần nữa xin được kính chúc quý thầy cô, quý cô bác anh chị cùng toàn thể các bạn có một buổi trưa vui vẻ, hạnh phúc bên người thân và gia đình. Xin chào và hẹn gặp lại ở những tập tiếp theo.